Lúc đầu tiên mình bị cái phiền não tri kiến á, nó hành hạ, nó làm cho mình khổ quá, mình không suy nghĩ đến nó nữa, rồi mình bỏ nó. Thì dầu cho mình bỏ nó đi nữa, nó cũng vào trong cái ngoan không, tức là không ngơ. Đúng thiệt, người mà họ theo cái trí kiến, trí thức, suy nghĩ, nó cứ cuộn, nó cuốn ở trong đó, nó cuốn đến cái lúc gì không tự chủ được nữa, nói xàm cái bắt đầu điên. Hôm qua chú hôm kia với chú Huệ Tịnh trở ra gặp một cái chú, mẹ ông thấy ông chuẩn bị điên rồi chứ chuẩn bị gì nữa, mang vô đây ông đỡ, bữa nay thấy ông bị điên lại rồi, ông đi ông cứ nói xàm một mình nè. Ông gặp Giác Nhàn, xong cái Giác Nhàn mở cửa xuống hỏi chú bên đây khỏe không, chú hỏi thử con ông khỏe không. Ông lại ông kêu thầy có người muốn giết con rồi, muốn hại con rồi, con sợ quá, thầy cho con mượn 500.000 đi để mà con đi chuộc tội đi. Đúng là điên đúng không, điên quá à. Nói cái chuyện đó không có vô đâu hết trơn. Do cái tri thức của mình từ cái làm chủ được rồi đến làm chủ không được, hiểu chỗ đó. Làm chủ không được rồi, ban ngày làm chủ không được, ban đêm làm chủ không được, muốn ngủ nó không ngủ, rối loạn tiền đình rồi, tinh thần bất an rồi, ăn ngủ không được rồi. Chính cái tri kiến tri thức nó cuộn ở trong đó, nó thành khối. Cuối cùng sao? Không làm chủ được và không biết mình nữa là gì, thôi cởi quần áo đi ngoài đường thôi, gì đâu nữa. Người này gọi là không tự chủ được quá nặng, đi vô bệnh viện Biên Hòa đúng không? Vô đó. Nếu không có câu Phật hiệu để giữ tâm, nếu không có danh hiệu Quan Âm Bồ Tát để mà kiềm chế giữ lại, và nếu không có trì thần chú Đại Bi, thì con người nó điên loạn vô cùng. Một mình đối trị với cái phiền não, thanh lọc cái phiền não đã là cực vô cùng rồi. Con cái, chồng con, sự nghiệp, cuộc sống, nó bao vây, nó tới, nó riêng chút, nó làm mình chịu không nổi. Nhuận Tổ Ấn Quang nói cái chùa tôi là không cho đông, 20 người là 20 người. Vô đông quá họ đem cái nghiệp của họ vô xả trong này, rồi tôi phải lo tôi điên theo họ luôn. Ghê không? Tổ rồi mà vậy. Trên cái người mà lắm tri, nhiều kiến, tri thức, mà thấy cái gì mình cũng thấy mình là giỏi hết trơn á, là người này niệm Phật rất là khó. Cho nên cái người niệm Phật á, là người ta làm người ngu phu ngu phụ, chân thật chất phát thật thà. Cái chuyện gì bên ngoài họ cũng bỏ ra ngoài tâm, không có cái chuyện gì họ bỏ vô trong tâm hết trơn á. Cái người mà họ thương thiệt là thương, họ cũng gì biết như vậy thôi, không có bỏ vô trong tâm. Cái người mà ghét thiệt là ghét, họ cũng thương biết vậy thôi, không bỏ vô trong tâm. Mà họ bỏ ai trong tâm? Họ bỏ A Di Đà Phật trong tâm. Làm được không? Họ bỏ Quan Thế Âm Bồ Tát trong tâm, A Di Đà Phật trong tâm, mà Quan Thế Âm Bồ Tát trong tâm là không có quấy rầy, không có làm phiền mình, đúng không? Còn mấy người khác người ta làm phiền mình chết à. Thương quá sao? Thương quá thì quyến liếng, mà quyến liếng gọi là thương yêu xa lìa khổ, chắc chắn trước sau gì cũng phải xa lìa. Họ thọ mạng họ hết cũng phải xa lìa, thọ mạng mình hết rồi cũng phải xa lìa, mà thọ mạng chưa hết nó cũng gì? Ly dị luôn à. Cho nên hôm nay biết rồi, để Di Đà Quan Âm trong tâm thôi, mấy người khác cho ra rìa hết, tròn bổn phận nha, tròn bổn phận với họ mà không để trong tâm. Có cái ông đó ông tới ông kêu: bạch hòa thượng, sao mà con niệm Phật con thương cái đứa cháu gái của con quá, lúc nào nó cũng có trước mặt con hết, khi nào con cũng nhớ nó hết trơn, nằm mơ con cũng thấy nó nữa, bây giờ sao? Cái hòa thượng Tịnh Không nói: nếu ông không thay đổi đứa cháu gái thành A Di Đà Phật, chừng về sau nó lớn lên nó có chồng, ông chui vô bụng nó, cái chết nguy hiểm vậy. Chứ gì nữa, mình thương nó, mình nhớ nó, mình phải vô với nó chứ. Nếu mình nhớ Đức Phật Di Đà, mình kính Đức Phật Di Đà, mình thương Đức Phật Di Đà, mình niệm Đức Phật Di Đà, thì mình về ở chung với Đức Phật Di Đà, đúng không ạ? Tâm tưởng sự thành thôi. Còn mình nhớ đứa cháu gái, chừng nó lớn lên nó có chồng, mình chết rồi mình quay mình chui vô bụng nó thôi chứ gì đâu, đúng không? Bổn phận mình phải lo cho nó, nhưng mà đừng có gì nhập cuộc. Quan trọng ở chỗ là nhập cuộc, tức là mình với nó là một, lúc nào cũng có trong tâm, thất bại. Muốn niệm câu Phật hiệu liên tục trong lòng, người này phải dẹp bỏ hết tri kiến hiểu biết, là một người ngu và coi như mình đã chết. Trong này Ngài nói nghĩ mình sắp chết rồi, mà nghĩ mình sắp chết rồi, cái người mà nằm trên giường bệnh mà nghĩ mình sắp chết rồi, tới bàn cái chuyện gì cái thôi tôi không biết đâu, tôi chuẩn bị chết rồi, mệt quá bà đi chỗ khác ấy. Lo chuyện gì đó lo, tôi không chết rồi, đúng không? Mà nói như vậy không phải là mình con người đi vô con đường cùng đường mạt lộ, mình không biết cái gì nữa hết trơn. Cái người mà sắp chết á, người ta chỉ biết cái bổn phận, người ta lo cái gì trong khả năng của họ, trong khả năng họ làm được cái gì là họ làm, còn cái gì ngoài khả năng họ là họ bỏ qua ngoài liền, không có lo, bởi kêu ngoài khả năng rồi. Cho nên Ấn Tổ nói con người bệnh là có hai lý do nè, lắng nghe nè. Thứ nhất, vượt quá phận, cái khả năng của mình không làm được mà mình cứ lo để mình ôm đờm để mình làm. Thay vì mình có tiền mở được cái quán cơm chay Diệu Âm, mình cuối cùng đi mượn mỏ, mình làm cái quán tạp hóa cho lớn lên, mượn nợ cuối cùng gì sập tiệm, làm quá cỡ mà. Quá khả năng, vượt phận. Thứ hai là tâm thiên lệch, thì người này sẽ mắc bệnh. Bữa có đọc cái lời này của Ấn Tổ mà. Cho nên đến nay biết rồi, chùa đông gì thì đông nữa mà cứ gì sáng quán tham Bồ Tát. Buổi sáng là Ấn Tổ nói là niệm trong lòng 5 chữ thôi: quán tham Bồ Tát, quán tham Bồ Tát, quán tham Bồ Tát, quán Thế Âm Bồ Tát, quán Thế Âm Bồ Tát. Từng chữ chậm 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 ở trong lòng, từ từ cái danh hiệu nó đi vào trong ai là gia thức, nó đi sâu vào ở trong đó. Ấn Tổ ví dụ nè, lắng nghe nè. Vì sao cái lúc mình lớn lên mình quen một người bạn trai, mình quen một người bạn gái để lập gia đình, giàu cho mình bận bịu tối ngày tay chân không lúc nào rảnh, nằm mơ cũng nhớ người bạn gái, cũng nhớ người bạn trai, không quên. Có cái kiểu này không ta? Có cái kiểu này không? Nhờ nó nhớ như vậy mới thành vợ thành chồng chứ. Hiểu không? Thầy thì không biết cái vụ này rồi đó, bởi vì quý vị có kinh nghiệm chuyện này cho nên tỏ ra nói. Quý vị coi lại đi, có những người từ bé họ lớn lên muốn lập gia đình, nó nhớ người bạn trai, rồi người bạn trai muốn lập gia đình nhớ người bạn gái, tay chân họ bận bịu tối ngày không lúc nào rảnh để làm, mà cái đầu họ không thể nào quên người đó được. Lâu ngày chạy tháng nó mới gì ở chung với nhau thành vợ thành chồng, mà lúc nó nhớ là nó nhớ toàn những kỷ niệm đẹp, nó nhớ những người đó là tốt không thôi. Cho nên thành ra gì? Thành vợ thành chồng. Mà khi về lại nhà ở chung với nhau, cái bắt đầu là những chuyện xấu xuất hiện. Họ chỉ toàn suốt ngày chỉ nhớ cái chuyện xấu với nhau thôi, rồi ly dị. Đúng không? Cái nhiều đó thôi chứ không có gì hơn. Rồi cái người mà hiếu thảo á, dầu cho họ bận bịu tối ngày nhưng mà lúc nào họ cũng nhớ cha mẹ, dầu cha mẹ chết họ cũng nhớ luôn, không quên, tuy rằng bận bịu tối ngày. Quý vị có hiểu cái tâm trạng mà bận bịu tối ngày mà vẫn nhớ người đó không? Vậy làm sao chúng sanh bận bịu tối ngày sao lại niệm Phật không được? Bởi vì không có thực sự là nhớ Phật, không có thực sự là muốn niệm Phật, cho nên nói tôi bận quá tôi không niệm Phật được. Đúng không? Thì cái lý chỗ này nó hay lắm á Ngàn, lắng nghe coi thử coi. Hàng ngày bận cái gì bận, làm cái gì làm. Quán tham Bồ Tát, quán tham Bồ Tát, quán tham Bồ Tát. Tâm mình nó trong lặng, nó định xuống. Nhờ cái sức gia trì của Ngài, bệnh hoạn tiêu tan, nghiệp chướng báo chướng phiền não chướng tiêu tan. Chỉ một danh hiệu Bồ Tát, một danh hiệu Phật quá đơn giản như vậy mà tiêu nghiệp chướng, không bị đọa lạc xuống địa ngục, không làm loài ngạ quỷ, không làm loài súc sanh. Thử hỏi cái gì ở trong thế gian này mà có thể đổi được ta? Cái gì trong thế gian này đổi được ta? Không có cái gì trong thế gian này mà đổi được. Người nói đây là viên ngọc quý, nhưng mà viên ngọc quý này rớt trong hầm xí á, chúng sanh coi nó giống như là phân tiểu, không quan tâm. Nhưng mà người trí thức người ta biết viên ngọc quý, người ta lấy ra cái người ta lau, xong người ta treo lên trên cái nó soi trời chiếu đất, dùng cả đời không hết viên ngọc quý. Cũng vậy, câu Nam Mô A Di Đà Phật là một cái pháp mà chúng sanh không biết cái pháp này, để cho nó chuyển ác làm lành, phá mê khai ngộ và vô lượng công đức trong đó. Cho nên thành ra không sử dụng viên ngọc quý này, suốt ngày cứ suy nghĩ đủ thứ trong đó hết trơn, suy nghĩ đủ trò đủ chuyện hết trơn ở trong đó à. Và thấy cái câu A Di Đà Phật này giống như cái suy nghĩ mình và nó rất là bình thường. Thì Ấn Tổ nói là gì? xem câu A Di Đà Phật giống như là gì? Là những tư tưởng bình thường, cũng như là chúng sanh xem viên ngọc quý đó giống như phân tiểu. Trời, Ngài nói đủ kiểu, Ngài ví dụ, Ngài nói đủ kiểu để mục đích mình niệm câu Phật hiệu mà. Hiểu câu A Di Đà Phật là viên ngọc quý không? Hiểu thì bây giờ sao? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Lúc trước là trời ơi nhìn dữ dằn giống như là sư tử Hà Đông, bên đang niệm Quan Âm lên thấy hiền giống như mẹ Quan Âm. Tâm thay đổi rồi mà. Nếu phàm phu chúng ta mà chưa vào sơ quả đó, mà không niệm được câu Phật hiệu, không sợ nhân quả ác để tránh, mà không thích làm nhân quả lành, thì thôi người này kinh khủng lắm. Không ai mà không lúng vô cái việc mà gọi là tạo nghiệp ác. Họ chỉ rớt vô trong sơ quả thì yên tâm. Mà chưa vào sơ quả tư đồ hoàng thì thôi, ở trong này nó có sẵn sát trộm dâm dối, bên ngoài nó đụng một cái là gì? Giống như lửa có sẵn rồi mà bỏ rơm nó phật cháy liền. Không ai thoát khỏi nó đâu. Ngài nói như vậy mình thấy mình giật mình. Hàng phàm phu mà không nghe Phật Pháp, không sợ nhân quả ác để đọa lạc, không thích nhân quả lành và không muốn niệm Phật vãng sanh thì thôi, khổ vô cùng. May thay sao hôm nay quý vị chủ nhật chịu khó về ngồi trong này lắng lòng để mà nghe, ngoan nghe chứ không có cãi. Ở nhà chắc cãi dữ lắm không? Ông chồng nói câu là gì? Bóp chắc, làm lại câu liền. Hôm nay biết rồi, ông nói câu gì cũng biến thành A Di Đà Phật hết, được không? Được. Ông đào mồ đào mã, ông chửi mình cũng gì? Nam Mô Quan Âm Bồ Tát. Hay thiệt á. Bữa nay tất cả lời nói của ông là trở thành danh hiệu Quan Âm Bồ Tát hết, là biến tất cả gì? Vọng tưởng phiền não, biến oan gia trở thành gì? Thân nhân. Là con đỏ hết. Nói cái chuyện mà lắm tri nhiều kiến là khó tu. Giờ kể câu chuyện này nghe một tí nha. Thì trước cũng có kể rồi mà câu chuyện này cũng hay, nó vui ngộ. Có ông thầy đó, ông đi ngang qua buổi sáng, ông gặp cái bà già đó. Ông nói bà bán điểm tâm vậy, bà có cái món gì bà cho tôi điểm tâm đi bà. Cái bà già này là ngộ về thiền rồi. Bà hỏi chẳng hay thầy muốn điểm tâm nào? Tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc, thầy điểm tâm nào? Ông này ông nghe ông ngơ luôn, không biết ngỏ rờ hết trơn. Đang nói là lấy món ăn mà bà làm vô cái chuyện là trong tâm của thầy muốn điểm vô tâm nào. Cái ông nghe ông biết bà này chứng đắc thiền rồi. Cái thôi vậy bà cho tôi cất cái cốc tạm ở trong này được không? Kiểu được, nếu mà sư không chê thì sư vô cái cốc có sẵn ở đi. Cái hàng ngày phải cho cái cô đó mang cơm qua cho ông sư này ăn. Mang thời gian cũng khá lâu, mấy năm trời. Cái bà già bà nói cái đứa cô gái này đó, con qua con gặp ông sư, con ôm ông thử coi ông nói làm sao. Thì cái cô này bà qua bà cũng ôm thiệt thôi. Vừa ôm vô cái ông sư ông nói khô mập hàm nham, tam niên vô lãnh nõn. Cái nghĩa là tôi tu 3 năm nay giống như cây khô rồi. Bây giờ cô ôm tôi cũng không nhúc nhích, tôi không có phạm giới, tôi không có gì nữa hết trơn á, tôi như cây khô à. Gọi là khô mọc tức là cây khô đứng bên vách núi như 3 năm rồi. Cái cô này có về cũng nói lại với bà già, bà nói bà kêu con ôm ông sư ông nói ông giống như cây khô đứng bên vách núi 3 năm. Bà già bà kêu con qua con nói với ông sư á, bữa nay già này không rảnh nấu cơm đâu, thôi đi, tôi không có nấu cơm cho ăn nữa đâu, uổng công. Tu 3 năm rồi mà vô ngon không như vậy á. Bà nói vậy thôi, cái cô con gái qua kêu bà của con bây giờ không rảnh nấu cơm cho sư ăn nữa đâu, thôi sư đi. Ông sư cái trời mình tu 3 năm như vậy rồi mà coi như là không có động tâm trước người nữ sắc như vậy mà bà già bà đuổi mình đi ta. Ông phải đi thôi giờ sao? Ông đi thời gian ông cứ suy nghĩ hoài. Thì lúc mà ông suy nghĩ lúc trước là nó tri kiến hiểu biết đủ thứ hết trơn. Đến bây giờ là mình trở về cái không tri kiến gì hết, tức là cái không hiểu biết, tức là nó trở về cái mà thanh tịnh mà ông kêu là không dính mắc á, thì nó cũng chấp vào không luôn. Ông kêu ổ lúc trước mình phiền não, nghiệp chướng tùm lum hết trơn, tri thức mình bây giờ mình bỏ rồi, mình trở về cái không mà cuối cùng bà già bà cũng chưa chịu ta. Cuối cùng ông ngộ ra, ông mới thấy rằng cái lúc trước là tri thức hiểu biết là vọng tưởng phiền não, rồi cái mà bây giờ đây mình tu được vẫn là cái ngoan không. Cái không này không phải là cái chỗ mà gọi là nhà thiền nói là cái tự tánh của mình, nó trở về được cái tự tánh của mình. Ông ngộ ra, ông đi cũng thời gian, ông ngộ ra cái ông về lại, ông về lại ông xin cơm, bà già cái xin cơm, mình xin cơm đâu sao đâu. Thì về cái thời gian mấy bữa sau cái bà già bà kêu qua ôm tiếp với con. Cái con này, cô qua, cô vừa ôm cái ông thầy ông nói tôi biết, bà biết, tôi biết, cô biết, đừng cho mụ già nó biết. Lúc này gì? Lúc này cô gái này về mới nói lại, bà, bữa nay ông sư ông không có nói là khô mọc hàng nham nữa, mà ông nói, ông biết, con biết, đừng cho bà biết. Cái rồi, bà già bà nghe cái câu đó là bà biết rồi, bà kêu, được, cho ở lại nuôi tiếp, ông này được rồi đó. Cái câu chuyện nhà thiền thấy ngọ. Tức là lúc trước ông chấp có là chấp vào vọng tưởng phiền não. Lúc đợt thứ nhất mà cô gái ôm đó là ông chấp vào không. Mà bây giờ là ông sống với tánh biết, tôi biết, bà biết, nhưng tôi không làm gì cô hết trơn nha. Tôi không làm gì hết trơn á. Tôi sống, tôi biết, cô biết thôi, mụ già đó không có biết gì đâu. Cái nghĩa là cái biết này hằng hữu, ông sống với tánh biết. Tánh biết đó là thể tánh thanh tịnh của mình. Bà già bà kêu rồi, ông này ngộ tánh biết rồi, tiếp tục nuôi ông được. Quý vị thấy để mình trở về với tánh biết khó không? Khó. Ông sư này cũng sân băng sát bát chứ không phải đơn giản. Thì tổ Ấn Quang nói cái biết mà ông thầy này ông ngộ ra được đó là cái biết của chân tâm, đó là tánh biết của mình. Mình bỏ quên nó vô lượng đời kiếp đến bây giờ rồi. Bây giờ mình trở lại với tánh biết, mà sống với tánh biết đó không phải dễ, sống với tánh nghe không phải là dễ, mà giàu cho sống là triệt ngộ rồi đó ngang, sống hoàn toàn với nó rồi đó. Nhưng mà kiến hoặc tư, hoặc vô minh, hoặc trần sao, hoặc chưa đoạn á, thì khi nhập thai vô vọng mê sanh tử luân hồi. Bây giờ mình lấy cái biết đó, dầu là cái vọng tưởng, dầu cái biết ngoan không, cái biết gì đi nữa, mà mình chân thật niệm câu Phật hiệu để mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, để ngộ vô sanh á, thì cái này là cái chuyện là mình trở về với cái tánh biết mà Đức Phật A Di Đà kiểm chứng cho mình ở bên Tây Phương Cực Lạc á, thì cái này là an toàn, không còn phải sanh tử luân hồi. Về tới Tây Phương Cực Lạc là không còn sanh tử luân hồi. Cho nên Ấn Tổ nói thời đại nay là cái thời ngày 100 năm về trước đó, là nhiều người học thiền muốn trở về với tánh biết, rồi nói là mình tự lực, phỉ báng gì Phật lực, không tin pháp môn tịnh độ, cho pháp môn tịnh độ là kẻ gì nương tha lực, hèn kém. Như vậy Bồ Tát Quan Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Huyền, các vị thiền sư Mã Minh, Triệt Ngộ đều là gì? Đều là những người gọi rằng là hèn kém. Họ không hiểu về tịnh độ. Vì vậy cho pháp môn tịnh độ này thực sự là khó tin. Quý vị tụng kinh A Di Đà nghe phải không? Nan tính chi pháp. Nan là khó, tính là tin. Pháp này rất khó tin. Kêu họ niệm một câu Phật hiệu để mà liễu sanh thoát tử trong một đời này, làm sao mà họ tin nổi. Vậy mà sao bữa nay ngồi trong này tin ta? Mấy người ngồi trong này chịu tin. Nếu mà không chịu tin ngồi nghe nó trái tai lắm, nó chối tai lắm. Ông nói cái gì mà cách đây 10 mương ức cõi cả thế giới cực lạc, rồi niệm Phật liễu sanh thoát tử, rồi nói cái chuyện không tin nổi. Cho nên các hàng mà gọi rằng là lắm tri nhiều kiến là họ chỉ gì? Họ hiểu toàn bộ là gì? Học Di Thức nè, học Hoa Nghiêm nè, học Lăng Nghiêm, học Niết Bàn, học những bộ kinh cao. Mà kêu họ ngồi niệm câu Phật hiệu họ niệm không nổi, họ không chịu đâu. Cho nên lúc trước chúng tôi cũng có học trường cơ bản Phật học, rồi học một số kinh sách, thấy mấy bà già niệm Phật là chúng tôi nó không biết mấy bà này biết khi nào mà thành Phật, bà phải học hiểu giáo lý rồi chứ. Nhưng mà mãi đến bây giờ thì sao? Mấy bà già mà bà niệm Phật, bà thành Phật trước mình á, bà chỉ biết niệm Phật không à. Cho nên cái chữ chết này hay lắm, lắng nghe nè. Cái người mà họ thấy họ thực sự mà gần chết rồi đó, mà họ thấy khi mà chết là họ bị đọa lạc á, thì cái người này niệm Phật rất đắc lực. Còn cái người mà họ không thấy mình chết, họ thấy mình chưa chết, rồi họ còn suy nghĩ lo toan nhiều việc, thì người này niệm Phật rất khó. Tổ sư Ấn Quang nói này, lắng nghe nè. Ở trong trời đất này chúng sanh lo toan đủ thứ đủ việc, việc gì họ cũng lo. Nhỏ lớn lên đi học đi hành, rồi đấy là lập sự nghiệp, dựng vợ gả chồng cho con cái, làm không biết bao nhiêu việc. Mà riêng cái việc đại sự tử sanh chết rồi đi đâu họ không lo. Khi thọ mạng ho hết rồi bắt đầu họ mới quýu chân quýu tay, lúc ho bắt đầu mới cuồng loạn lên. Niệm câu Phật hiệu niệm không nổi, đúng không? Niệm không nổi. Cái lời của Ngài nói đến đâu là thấy nó thấm thía đến đó quý vị à. Chúng sanh không có chuyện gì mà họ không lo. Lo tối mặt tắt đèn. Thế mà riêng cái chuyện sanh tử niệm Phật để vãng sanh, riêng cái tự chuyện mà tử sanh chết để mà về Tây Phương Cực Lạc chứ không phải chết mà hết, họ không lo. Họ không lo thì sao? Lắng nghe nè, họ không lo thì sao? Thì cái lúc mà nó đến với họ rồi thì họ sẽ gì? Cuồng loạn. Khi nào đến? Coi chừng ngày mai. Không sự thật, coi chừng ngày mai. Riêng Ấn Tổ dán cái chữ tử trên trán phủ xuống đôi mày, thế mà sống 80 tuổi. Còn mình lo quá chừng tổn thần tổn khí, lo quá chừng cuối cùng gì? Chết sớm mất. Vậy mà Ngài không lo, Ngài niệm Phật, vậy mà chuyện gì Ngài cũng thành tựu hết trơn. Trong bữa chúng tôi nói có cái cô đó, cô nói quá hay, cô cứ nói quá hay. Hỏi hay gì? Mình lo không bằng trời lo, mình tính không bằng trời tính, trời tính không bằng Phật tính, thôi niệm Phật để Phật tính. Cái này Hòa Thượng Tịnh Không nói ngang. Tất cả những công việc của tôi là Phật tính, Phật lo hết. Đời sống cá nhân của tôi cũng Phật lo. Người ta tới mời tôi đi Singapore, người ta tới mời tôi đi bên Hàn, mời đi Đài Loan, mời đi Úc, đồ điều là Phật lo, Phật tính hết. Tôi không suy nghĩ đâu, tôi chỉ lo niệm Phật thôi à. Suốt ngày A-mi-tho-phổ, 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 A-mi-tho-phổ. Vậy mà Phật lo cái chuyện gì cũng xong. Còn suốt ngày mình tính gì mà mình tính? Tính quá trời, tối ngủ còn la làng lên nữa chứ. Ôi không được, mất rồi phải không? Cái gì nằm mơ thấy đống vàng. Đống vàng thấy người ta giật. Người ta giật xong rồi mở mắt ra, cuối cùng thấy gì nữa trơn, la sùm hết trơn. Sống trong mộng, say trong mộng, ngủ cũng gì trong mộng, rồi chết trong mộng. Mộng là giả đúng không? Người niệm Phật từ từ ra khỏi mộng. Tin không? Gá thân mộng, thân này là mộng. Đất nước gió lửa hợp thành xong rồi nó tan rã, nó là mộng à. Như sương chớp à. Dạo cảnh mộng nè, cảnh này cũng là mộng à. Bãi bể nương dâu à. Cho nên cái người nằm mơ, người ta ngủ á, người thấy một giấc mộng, trong tâm họ quạt lên thấy đủ thứ đủ cảnh hết trơn, thức dậy cái mất. Thì Phật nói chúng sanh đang ở trong này, tuy rằng 100 năm cũng như là một giấc mộng, giống như là trong giấc ngủ đó, mà chúng sanh không có biết à. Mà muốn tỉnh cái giấc mộng này thì bây giờ phải có cái giác chiếu. Giác chiếu bằng cách là niệm câu A Di Đà Phật. Thực sự mà mình muốn niệm Phật rồi không khó. Chỉ có cái mình không muốn niệm Phật, với hai nữa cái vọng tưởng nó nhiều quá và mình cứ đu theo cái vọng tưởng. Mình thấy vọng tưởng nó là đúng, mình thấy vọng tưởng nó là giúp mình, chứ không phải câu Phật hiệu giúp mình, cho nên mình niệm không được. Chứ thực sự mà mình muốn niệm câu Phật hiệu là không có khó đâu. Lâu ngày chạy tháng thực sự 3 đến 7 năm là vô nhất tâm bất loạn, là sự nhất tâm rồi. Nếu mà kèm theo hơi thở nữa là tuyệt. Kèm theo hơi thở làm sao? Hít để nhìn nó thấy nha. Hít vô A Di Đà Phật, thở ra A Di Đà Phật. Nhất là cái lạy. Hôm bữa có một cái chỗ thiếu sót cái lạy là mỗi người phải sắm cho mình một cái miếng nệm. Miếng nệm giống như là để bên hông quý vị tối tụng kinh á. Cái miếng nệm đó, như có mấy chục ngàn cái à, Sài Gòn có bán. Cái chân mình đứng trên miếng nệm đó để mình lạy xuống cái đầu gối mình, không có chấm xuống đất để nó đau cái đầu gối mình. Chuẩn bị bằng Phật thiệt là trang nghiêm. Cái công khóa của mình vô tu là cái chính là mình thắp đèn, thắp nhang. Hoa quả có sẵn rồi đúng không? Nước trong. Ở trong này hôm bữa Giác Nhàn chỉ là lễ Phật uống nước cầm lồ á. Lễ Phật xong là có một ly nước uống. À đây có ai làm không? Giơ tay coi, có ai làm không? Tốt quá. Sáng nào Giác Nhàn cũng có một ly. Chiều 2 giờ rưỡi công phu đến 5 rưỡi là có một ly. Lấy cái ly trên bàn tổ bằng Phật, rót ra một cái ly, chứ không phải lấy bay ly bằng Phật uống luôn đi nè. Nó phải cung kính nha. Rót ra một cái ly, mình chế nước vô trong đó, mở máy niệm Phật hàng ngày. Bữa nay mấy cô có máy niệm Phật nè, ở trong này ai chưa có máy niệm Phật giơ tay coi. Trời sao nhiều quá vậy. Rồi ai chưa có chút nữa lên Giác Nhàn cho trên thất ha. Ai có rồi để dành cho người khác nha. Cái máy niệm Phật để trên bàn Phật, cái tiếng niệm Phật, cái gia trì trong nước, trong bàn Phật của mình suốt ngày có tiếng niệm Phật. Rồi làm gì nữa? Lễ Phật xong rồi lấy cái ly nước đó, mình làm sao được không một ly như vậy được. Rồi lúc mình uống là mình cảm giác là đây là nước cam lồ của Phật cho. Tâm tưởng sự thành, khi tưởng nước cam lồ là gì? Nước cam lồ. Ngạ quỷ thấy nước là gì? Máu, thành máu. Tâm tưởng sự thành hết. Nhớ không? Uống như một thời gian thấy khỏe mạnh, an vui, bởi vì nước cam lồ mà. Giờ làm nha. Đến nỗi Ấn Tổ mà trì nước, Ấn Tổ mà trì đại bi trong nước mà cho người đó uống, trì đại bi trong gạo mà cho người đó nấu cháo ăn, vậy mà người ta tỉnh ra. Hay thiệt. Cho nên Phật Pháp mà chúng tôi nói cho quý vị không phải là mê tín dị đoan đâu, tất cả đều do tâm tưởng sự thành hết. Mà nếu mà tưởng gì? Tưởng thanh tịnh, tưởng Phật, tưởng mình niệm Phật á, thì Ấn Tổ nó giống như một tờ giấy trắng mà mình viết cảnh Phật, cảnh núi non đẹp trong đó. Còn nếu mà tờ giấy trắng đó mà viết cái cảnh địa ngục, cái người hì hộm, người xấu xí, viết những cảnh xấu ác, thì mình nhìn cái cảnh đó mình rùng rợn. Thì cái lúc ban đêm mơ mình thấy cái cảnh đó, và lúc chết mình sẽ thấy cảnh đó. Nghĩa là sao? Lắng nghe nè. Cái tâm của mình đầu tiên đó là bạch tỉnh thức, nó là thanh tịnh như một tờ giấy trắng. Mà mình vẽ cái cảnh trong này là cái cảnh sát trộm giam dối, mình vẽ cái cảnh ác trong này, tức là mình suy nghĩ, là mình vẽ đó, mình suy nghĩ những điều xấu ác. Thì cái lúc mà lâm chung, cái lúc mà trong giấc mộng á, là nó hiện ra cho mình thấy. Rồi mình nhốt trong cái cảnh đó, rồi mình phải gì? Đọa lạc trong cái cảnh đó. Còn nếu mà mình niệm danh hiệu Phật, mình làm thiện, mình muốn về Tây Phương Cực Lạc, là mình vẽ những cái cảnh Phật, cảnh tốt trong đó, thì mình sẽ gì? Mình sẽ nằm mơ mình cũng thấy cảnh Phật, rồi lúc lâm chung mình cũng được Phật đưa mình về cảnh Phật. Như vậy muốn vẽ trong tờ giấy cảnh gì đây? Muốn để trong tâm mình cái gì đây? Nói cho rõ là muốn để trong tâm mình cái gì? Để câu Phật hiệu, để lời kinh, để trì chú đại bi, đúng không? Để những điều thiện. Thích những điều này không ạ? Cho nên cái lời trong văn sau Ngài nói rất sâu sắc mà rất biểu tượng, rất hình tượng, rất biểu tượng để cho mình hiểu. Về đọc tới đọc lui, đêm mà coi như là mình đọc được khoảng vài trang, 5-7 trang thôi, rất an vui. Bởi vì là mình muốn niệm Phật mà Ngài nói để cho mình niệm Phật, cho nên nó đồng cảm. Hiểu chỗ đồng cảm không? Cũng như là mình mới lập gia đình nữa mà, hai vợ chồng về cái thứ gì cũng đồng cảm hết trơn á. Bây giờ lúc đó thương yêu nhau, quý mến nhau, nhìn những điều tốt không, cho nên thành ra ông chồng ông nói cái gì cũng kêu ok hết trơn á, đúng không? Nhưng mà đến cái lúc mà nó phiền não, nó không đồng cảm với nhau là nói cái gì cũng chéo que hết trơn. Cái người mà không thích niệm Phật rồi, giờ họ ngồi đây mình đưa sách cho họ, họ thấy nó chán, trời ơi nó chán quá, nó không có đồng cảm mà, đúng không? Mà khi mà họ đồng cảm, họ thích niệm Phật vãng sanh, mà họ ngồi đây họ nghe nữa thì thôi 3-4 tiếng không biết cái mệt. Còn nếu không đồng cảm làm sao? Thầy nói hay lắm á, hay lắm. Hay mà cứ gật đầu hoài, ngủ lên ngủ xuống té gãy ghế luôn. Phải không? Không đồng cảm là chịu à. Biết cái chuyện đồng cảm không? Đồng cảm không phải là đồng tình luyến ái đâu nha. Đồng cảm đó là hai tư tưởng của người ta là khế hợp nhau, hai tư tưởng người ta là gì? Gặp nhau, họ là đồng cảm. Giờ lắng nghe cái chỗ này nữa ha. Phải đem chữ chết này hay lắm, dán cho rủ xuống trán. Phàm khi những cảnh tham liếng đáng lẽ chẳng nên có mà lại hiện tiền, liền biết đấy chính là vạc soi lò than của chính mình. Sẽ chọn chẳng đến nỗi như con thiêu thân gieo mình vào lửa, tự đốt thân mình. phàm với những chuyện thuộc về bổn phận nên làm, liền biết đấy chính là bè từ để thoát khổ của ta vậy. Quyết chẳng đến nỗi thấy việc nhân bèn nhường cho người khác, thấy điều nghĩa chẳng làm. Như vậy thì trần cảnh sẽ trở thành duyên để nhập đạo, cần gì phải diệt sạch muôn duyên mới tu hành được. Cái này có người hỏi Ngài, bỏ hết điều thiện điều ác, không còn quan tâm gì hết. Ngài kêu không nên, đủ duyên làm chuyện thiện làm ngay, đừng nhường cho người khác. Nhưng đừng phan duyên làm nha. Biết phan duyên không? Phan duyên là trong người mình không có tiền, không đủ điều kiện, đi vận động điêu kêu với, rồi người ta không làm mình phiền não, rồi cuối cùng đi cúng dường để mượn tiền mấy chục triệu, mấy trăm triệu không có trả, rồi cái bắt đầu phiền não. Đây gọi là phan duyên, đúng không? Cho nên mình tùy duyên, giàu cho việc thiện đó nhỏ nhặt cũng phải làm, đừng từ chối một việc thiện nhỏ. Đó là cái duyên để mình tạo phước, để hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc. Cần gì phải diệt sạch muôn duyên mới tu hành được. Có nhiều người họ nói sao phiền quá, làm thiện cũng phiền, mà làm ác cũng phiền, rồi gì làm việc cho tam bảo cũng phiền. Chính ra không phải là việc nó phiền mà tâm mình bị phiền, đúng không? Tâm mình phiền não cho nên làm việc thiện cũng phiền luôn. Quá ngồi vậy ta, đóng cửa tu thôi, không có làm gì nữa hết. Vậy là gì? Không được. Ruồng bỏ muôn duyên, việc thiện của mình không làm, một cái núi thiện, một cái núi phước báu mình hưởng cũng hết. Mà hết phước rồi quý vị biết cái người đó khổ như thế nào. Cái người mà hết phước rồi là đáng thương khổ, làm cái gì cũng thất bại. Đến đâu người ta nhìn mình người ta cũng ghét. Hôm nay có cái chú ông ngồi ở trong này nè, ông lên ông nói: thưa thầy, gia đình con bất hạnh đang khổ đau, vợ con nó biết cái thẻ của con, nó biết cái số mật mã, nó lấy tiền nó đi sạch đến luôn rồi. Bây giờ con với ba con, mà bây giờ ba con ông đang già, ông mang bệnh, ông mang cái bệnh phân đường ruột, con khổ quá chừng khổ rồi. Hồi trước con cũng đưa vợ con lên trên thầy, con cũng tin tưởng, cuối cùng nó lừa con, nó lấy tiền nó đi hết trơn rồi. Bây giờ thầy có điều kiện giúp đỡ cho con. Thì Giác Nhàn nói sao? Dầu cho Giác Nhàn đưa chú 100 triệu 1 tỷ giúp đó là giúp cái ngọn. Ông già ông về ông chữa hết bệnh đi nữa, dầu cho hết bệnh đi nữa, cái nghiệp ông vẫn còn y nguyên, nó sẽ sanh ra cái bệnh khác. Nhân tiện này về nói thôi cha con mình buông buông duyên niệm Phật giảng sanh đi. Mình lừa họ, bây giờ họ lừa mình, thôi bây giờ mình chân thật niệm Phật đi. Đi làm thuê kiếm được đồng nào về có gạo ăn, cha đây niệm Phật. Cái điều này chúng tôi chứng nghiệm ông cụ. Cái năm 72 tuổi là coi như hết tiền rồi, truyền máu cũng không còn tiền truyền nữa. Thôi truyền lần này là truyền lần cuối nghe ông cụ nghe, xong rồi niệm Phật giảng sanh, ông kêu được. Nếu mà chú tin lời, mà không phải cái này tự Giác Nhàn nói đâu, trong văn sao chút nữa Giác Nhàn đọc cho chú nghe. Cái cô đó, cô gửi thư đó nói: mẹ con bệnh quá, bây giờ làm sao bạch thầy, thầy giúp con. Tổ nói bà với mẹ bà buông xuống muôn duyên, chân thật niệm câu Phật hiệu. Cái công đức trong câu Phật hiệu, một là bà hết bệnh, bà giảng, bà sống thêm, còn hai là bà giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Màu nhiệm lắm, bà tin tôi đi, tôi không gạt bà đâu. Hôm nay chúng tôi nói cho chú đó, chân thật niệm Phật với ba mình. Mình đợt trước cũng, mình đời trước á, mình cũng gạt vợ mình, mình làm những chuyện xấu ác, hôm nay gì nhân quả mình trả. Họ lấy họ mang đi rồi, mình còn câu Phật hiệu, ai lấy được câu Phật hiệu. Có cái ông đó, có cái ông đó hôm trước chúng tôi kể câu chuyện này mà thầy Nhuận Hậu ông nghe tới ông thích. Ông già đó tới nhà người bạn nấu ăn, ông không biết niệm Phật. Mà cái nhà người bạn đó là hay gần chùa mở Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Ông vừa nấu ăn, nấu chay cho người bạn thích ăn chay, ông quý người bạn cho ông tới ông nấu, cho nên cái nhà người bạn gần chùa cho nên cái mở Nam Mô Di Đà Phật, mở trong máy niệm Phật ông nghe. Không thích niệm Phật mà câu niệm Phật ở trong tâm của ông. Cái lúc đứa con nó gần mất rồi, nó bị bệnh nặng, nó nói: ba ơi, trong người ba con niệm Phật nhiều lắm, câu Nam Mô Di Đà Phật nhiều lắm, cha cho con đi. Cha chỉ nói cho con là con chết về cõi lành liền. Ông cha nói: cha đâu có niệm Phật đâu mà trong cha có Phật hiệu. Kêu có, con nhìn con thấy. biết cái linh tính đó làm sao. Cuối cùng cái ông kia, à cha tới nhà người bạn đó, cổ chay gần chùa, nghe chùa mở Nam Mô Di Đà Phật. Cho nên thành ra trong tâm cha có câu Phật hiệu, bây giờ con muốn lấy bao nhiêu cha cho hết. Vừa nói vậy thằng nhỏ nó kêu ồ cảm ơn cha nghe, cái nó chết. Ấn Tổ nói cái ông này là vô tâm, nghe câu Phật hiệu thế mà vẫn có câu Phật hiệu trong tâm để cho đứa con khi đứa con chết. Còn mình là chủ tâm mà muốn niệm câu Phật hiệu cho gia đình của mình. Nếu gia đình mình nhận là công đức vô lượng, đang sống được an lành và chết cũng về cõi lành. Chúng sanh không thấy câu Phật hiệu cái giá trị để tích lũy, để niệm, để mà cho người thân nhân, cho tất cả thân bằng quyến thuộc. Hay không? Hàng ngày đi làm kiếm tiền cực khổ muốn chết luôn, cho nó rồi đôi khi mà nó còn gì, nó không có tu thiện nữa, nó không có tích đức nữa. Đôi khi cho mượn nó rồi cái gì nó thành thù oán nữa. Ghê không? Cho câu Phật hiệu là hay nhất thôi, khỏi phải lo. Cho cái gì khác là coi chừng mình lo dữ lắm, ngủ không được ạ. Vì đã làm chủ được tâm chẳng chuyển theo cảnh thì trần lao chính là giải thoát. Tâm không trụ nơi chân tâm thì trụ nơi tứ thánh. Nếu mình không trụ nơi Phật cảnh, không trụ nơi chân tâm, mình trụ nơi gì? Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác. Và không trụ nơi Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác thì trụ nơi người, nơi trời, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cái tâm của mình không trụ nơi Phật hiệu thì cũng trụ nơi niệm tham sân si hoặc là những niệm thiện, niệm ác. Không bao giờ nó để không. Nếu mà cái người mà trụ trên câu Phật hiệu thường xuyên rồi đó thì những cái khác tự nó tiêu mất hết. Không trừ mà tự nó mất. Bây giờ lắng nghe thầy Nhuận Minh đọc Ấn Tổ hàng ngày coi trì chú Đại Bi nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời chỉ dạy của sư phụ, con xin phép được đọc những lời khai thị của Đại sư Ấn Quang, cung kính dâng lên cúng dường chư tôn, tình đức tăng ni và toàn thể đại chúng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Tổ sư Ấn Quang khai thị trích trong Ấn Quang Pháp Sư Tinh Hoa Lục. Quang từ khi xuất gia đến nay liền tin một pháp môn tịnh độ, nhưng do nghiệp chướng ngăn che đã 20 năm phè phẫn sống thừa, miệng tuy niệm Phật tâm chẳng nhiễm đạo. Gần đây được pháp sư dạy dỗ khuyến khích thể lập kỳ tu tập, hồng chẳng phụ tấm lòng đau đáo. Hiềm rằng hôn tán chen lẫn vẫn cứ lầm quần y như cũ. Nhân đó ngày đọc hơn 10 tờ kinh điển tịnh độ để phát khởi tâm thận tấn. Thử dùng pháp môn Bảo Vương Tùy Tức, liền nhận thấy vọng niệm không còn trào dâng ồ ạt như trước. Nghĩ tu cách này lâu ngày, ắt có lúc sương tan mây tiêu thấy tỏ mặt trời. Lại tra trong sách Lạc Ban Văn Loại, Tịnh Độ Thánh Hiền Lục đều có chép đoạn này. Nhân đó hiểu phép thập niệm của Ngài Từ Văn, nhờ vào hơi thở để trói buộc cái tâm, cõi gốc là đấy. Nhưng Liên Tông Bảo Giám cũng chép cách này, đủ thấy cổ nhân đã thấy trước cơ nghi của hậu thế. Không có cách này chẳng nhập được, bèn lập sẵn pháp ấy. Nhưng cổ nhân không thường đem cách ấy dạy người, bởi căn tánh con người khi ấy còn thông lợi. Hãy chịu phát tâm bèn tự nhận được nhất tâm. Nhưng người đời nay như quan chướng nặng căn độn, e cả đời chẳng đạt được nhất tâm bất loạn. Vì thế trình bày chuyện mình để hỏi bậc cao minh, nên hay không nên, xin bảo rõ cho. Quan lại cho rằng chỉ một pháp này có đủ cả ngũ định tâm quán. Nếu có thể niệm Phật theo hơi thở, bèn gom cả hai pháp quán sổ tức niệm Phật. Nhiếp tâm niệm Phật sẽ có thể dần dần đoạn được nhiễm tâm sân khỏe, ắt chẳng lừng lẫy hôn trầm tán loạn vừa hết. trí tuệ hiện tiền, ngay cả ngu si cũng phá được, lại chính là pháp môn nhiếp trọn sáu căn của Ngài Đại Thế Chí. Theo ngu ý cho rằng, đối với kẻ niệm Phật hờ hững hiện thời, có lẽ không nên dạy họ tuân theo pháp này, sợ rằng do không nhớ số bèn thành giải đãi. Có ai chịu bằng lòng tu tập thì nếu không theo pháp này, e chắc chắn khó thành tam muội. Pháp sư nương nguyện lợi ích người, tuy tự mình chẳng dùng, nhưng nên vì hậu học thử dùng, để dạy cho thông sáng về sau. Nếu là kẻ lợi căn, trong một thất, hai thất quyết định được nhất tâm. Nhưng như Quan là kẻ hôn ám, độn căng, thô lậu, hèn kém, nghĩ phải 10 năm, 8 năm thì có lẽ sẽ được bất loạn. Trích trong Ấn Quang Pháp Sư Chánh Biên quyển 1, thư gợi Pháp Sư Đế Nhàn. Mỗi ngày lượng theo sức mình niệm Phật và trì chú Đại Bi, để làm căn cứ tự lợi lợi tha. Suốt đời chẳng thâu nhận một đệ tử xuất gia nào, chẳng nhận làm trụ trì chùa nào cả. Đối với hết thảy mọi người đều dùng tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương để khuyên nhủ. Bất luận xuất gia hay tại gia, ai nấy đều phải chú trọng trọn hết bổn phận con người, nhằm làm cho hết thảy mọi người, trước hết làm một người hiền, người lành trong thế gian. Ngõ hầu cậy vào Phật từ lực, siêu phàm nhập thánh, vãng sanh Tây Phương. Trọn chẳng nói với người khác những lời lẽ lớn lao khiến họ không thể thực hiện được, mặc cho người ta bảo mình là hạng tăng chỉ biết cơm cháo, trong sự không làm được điều gì. Đại lược là như vậy đó. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên quyển 1, trích lục lời Đại sư Tự Thuật. Quan ở Phổ Đà từ năm Quan Tự 19 1893 cho đến năm Dân Quốc thứ năm 1916, hơn 20 năm khá yên vui. Suốt năm không ai đến thăm, không một lá thư nào gửi đến. Từ năm Dân Quốc thứ sáu 1917, ông Vương Ấu Nông đem một lá thư in ra mấy ngàn bản. Ông Từ Ủy Như đem 3 lá thư in ra mấy ngàn bản. Rồi năm sau lại in Văn Sao. Từ đấy một người truyền hư và người truyền thật, lại do chẳng tự lượng khắc in các sách để mong lợi người. 20 năm qua đúng là chuyện bận bịu vì người khác. Nay đã già rồi, mong bế quan làm kế lãnh phiền. Đối với công khóa sớm tối, ngoài việc theo cả chùa thực hiện công khóa ra, mỗi tối niệm thêm chú Đại Bi 50 lượt hoặc 75 lượt. Ngoài ra hãy lúc nào rảnh thì niệm Phật, chẳng nhớ số, bởi nhớ số tốn sức. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên nguyện thượng, thư trả lời cư sĩ Du Hữu Di. Nay gửi cho thận tu và lệnh ái hữu trinh, mỗi người một bao tro hương Đại Bi. Tro này đã gia trì hơn 3 tháng rồi. Mỗi ngày nếu ít thì tụng 50 biến, nhiều thì 75 biến, đựng trong thùng bánh quy to, mỗi thùng khoảng hơn 10 căn. Phỏng tính đã trì tụng chú Đại Bi đến 6-7 ngàn biến. Một bao tro này có thể dùng để pha nước được khoảng 200-300 lần. Pha lần đầu nên dùng 1/20 lượng tro ấy, bỏ trong chén lớn, dùng nước sôi để hòa, khuấy lên, đợi cho chất tro lắng xuống, đem nước ấy đổ vào trong bầu hay trong bình. Mỗi ngày uống 3 lần. Hãy nên ăn chay, thường niệm thánh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, ắt sẽ có công hiệu thần diệu. Sau khi bệnh lành hẳn rồi nên pha ít đi, không cần phải uống 1/20 giống như trước nữa. Nếu không tin, không chí thành sẽ vô hiệu. Người phú quý lắm bệnh, một là vì chẳng chịu cắt tay nhấc chân làm chuyện gì, huyết mạch không thông suốt. Hai là vì ăn nhiều các món huyết nhục, nếu gặp phải món có chất độc thì họa hoạn chẳng nhỏ, không chừng bị mất mạng. Dẫu là con vật không độc, nhưng do lúc nó bị giết, hận tâm kết lại nên thịt nó có độc tánh. Tuy chẳng có tác dụng giết chết người ngay lập tức, nhưng chất độc tích lại lâu ngày, ắt sẽ phát ra thành ghẻ, thành bệnh. Bà Trầm nhà họ Trương chịu đỡ cho thận tu kiêng giết, ăn chay thì bệnh đờm sẽ được lành ngay. Số tro còn dư nên để thờ ở phía dưới khám thờ Phật, hoặc treo nơi cao ráo sạch sẽ, đề phòng khi bất ngờ cầm đến và tùy tiện dùng để cứu giúp những chứng bệnh nguy hiểm. Chớ nên khinh lờn chất tro đã đem dùng để hòa nước sông, hãy nên trộn với nước trát lên nóc nhà để tỏ lòng kính trọng. Đây chính là nước đại bi khô, có thể gợi đi phương xa, có thể giữ lâu năm được. Ở chỗ ông nếu không phải là chứng bệnh cực nguy hiểm, đừng đem cho. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên Nguyện Thượng, thư trả lời cư sĩ Giang Dịch Viên, 4 lá thư, lá thư số 2. Người khác dạy người, đa phần chú trọng dốc sức nơi chỗ huyền diệu, còn quan dạy người đa phần phát huy ý chỉ, tận hết bổn phận. Nếu chẳng thể tận hết bổn phận thì dù có thấu triệt tận nguồn tột đấy, mọi sự trong thiền, trong giáo cũng chỉ thành một kẻ khiến cho tam thế chư Phật bị oan uổng mà thôi. Huống chi còn có sự chưa thể thông hiểu tột nguồn thấu đáy ư. Trích Ẩn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên Quyển 1, thư trả lời cư sĩ Mã Khế Tây. Đối với sự tu trì, nếu thật sự chí thành thì một lần chiêm ngưỡng, một lạy, một lượt xưng danh đều tiêu diệt được vô lượng tội, tăng vô lượng phước, chứ không phải là nhất định phải tu theo một cách nào mới được. Tâm địa thanh tịnh, thánh cảnh hiện tiền, nhưng đấy vẫn là những gì ta sẵn có. Há nên như đứa con nghèo nhặt được vàng bèn mừng vui quá mức, như điên như cuồng. Đã có tình trạng ấy, hoàn toàn là tính cách của phàm tình. Nếu chẳng suy xét phàm tình, khó khỏi bị ma dựa. Trích Ẩn Quang Pháp Sư Văn Sao Tụng Biên Nguyện Thượng, thư trả lời Sư Tế Thiện. Nay đã phát tâm niệm Phật, hãy nên lấy tâm tương ứng với Phật. Lúc sống đạt được nhất tâm bất loạn, khi báo thân đã tận, liền lên thượng phẩm cõi cực lạc làm chỉ hướng sự nghiệp. Chẳng cần phải cầu đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Tông môn chú trọng khai ngộ, tịnh tông chú trọng vãng sanh. Kẻ khai ngộ mà chẳng được vãng sanh, trong 100 người có đến 90 kẻ. Người vãng sanh mà chẳng khai ngộ thì trong vạn người chẳng có một ai. Trích Ẩn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên Quyển 2, thư trả lời cư sĩ Trương Thử Tiêu. Trước khi chưa được nhất tâm, trọn chẳng nên manh nha ý niệm thấy Phật. Hãy được nhất tâm thì tâm hợp với đạo, tâm hợp với Phật, muốn thấy liền thấy ngay, không thấy cũng chẳng trở ngại gì. Nếu muốn gấp thấy Phật, tâm niệm lăng xăng, cái ý niệm muốn thấy Phật cố kết trong bụng dạ, trở thành căn bệnh lớn cho việc tu hành. Lâu ngày oan gia nhiều đời, nương theo cái tình tưởng vọng động ấy, hiện thành thân Phật hầu báo túc oán. Tự mình tâm không chánh kiến, toàn thể là khí phận ma. Hãy thấy Phật hay cảnh tượng tốt đẹp do kẻ thù trong đời trước biến hiện, bèn sanh hoan hỷ, từ đẩy ma nhập vào tâm tạng, bị ma dựa phát cuồng, dẫu có Phật sống cũng chẳng biết làm sao được. Chỉ nên nhất tâm, nào cần phải tính sẵn có thấy Phật hay không. Nhất tâm rồi sẽ tự biết tốt xấu. Khi không thấy đã tăng tiến công phu, thì khi được thấy lại càng phải lắng lòng chuyên tu, trọn chẳng mắc lỗi hiểu lầm, chỉ có lợi ích thân tấn. Người thế gian không hiểu lý, vừa có chút tu trì đã ôm lòng mong mỏi quá phận, ví như mài gương nếu hết bụi nhơ, quang minh quyết định tỏa lộ chiếu trời soi đất. Nếu chẳng tận lực mài gương, chỉ mong gương tỏa sáng, toàn thấy gương là cấu uế, thì nếu có quang minh cũng chỉ là ánh sáng quỷ quái, chứ không phải là ánh sáng của gương. Quan sợ ông không khéo dụng tâm, đến nỗi tự mình đánh mất lợi lành, lui sụp tính tâm của người khác, nên mới viết thêm. Ngài Vĩnh Minh nói, chỉ được thấy Di Đà, lo gì không khai ngộ. Nay tôi cũng bắt chước nói đuôi rằng, chỉ cầu tâm bất loạn, chẳng kệ thấy không thấy. Biết điều này hãy dốc sức nơi đạo tâm, hợp với Phật vậy. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Bà Quảng Chánh Biên quyển 1. Thư trả lời cư sĩ Châu Quần Tranh. Trong lúc bế quan dụng công, hãy nên lấy chuyên tinh bất nhị làm chánh. Nếu tâm thật sự chuyên nhất, sẽ tự có cảm thông, chẳng thể nghĩ bàn. Lúc chưa được nhất tâm, cho nên vọng động cầu được cảm thông trước. Đã nhất tâm sẽ nhất định có cảm thông. Hãy cảm thông thì tâm càng tinh nhất. Đó gọi là gương sáng đập trên đài, gặp hình liền hiện bóng, hình tử lăng xăng càng chi đến mình. Chưa nhất tâm mà cầu cảm thông, thì cái tâm cầu cảm thông ấy bèn trở thành đại chướng bậc nhất cho việc tu đạo. Huống chi vọng động mong mỏi chuyện phi thường, rất có thể khiến cho ma sự khởi, phá hoại tình tâm. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên quyển 1. Thư trả lời Đại sư Hoàng Nhất. Gần đây người ta thường ưa ham cao chuộng xa, hơi thông minh bèn học thiền tông, tướng tông, mật tông. Phần nhiều có niệm Phật là vô dụng, họ chỉ biết sự huyền diệu của cơ ngữ nhà thiền, sự tinh vi của pháp tướng trong tướng tông, oai thần rộng lớn của mật tông, nhưng chẳng biết thiền dẫu đạt đến địa vị đại triệt đại ngộ, nhưng nếu chưa hết sạch phiền hoặc thì vẫn sanh tự y như cũ, chẳng thể liệu thoát được. Với tướng tông thì nếu không phá sạch ngã chấp và pháp chấp, dù có hiểu rành rẽ đủ mọi danh tướng, cũng giống như kể chuyện ăn, đếm của báo, rốt cuộc có ích gì đâu. Với mật tông thì tuy nói có thể thành Phật cây nơi thân hiện tại, nhưng quyết chẳng phải là chuyện của hạng phàm phu sát đất có thể thành tựu được. Phàm phu lầm sanh ý tưởng ấy, bèn bị ma dựa phát cuồng, 10 người hết 8-9 người bị như vậy. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Nguyện Thượng. Thư trả lời một vị cư sĩ ở Diêu Duy. Nếu quả thật tin cho tới nơi, dự cho chắc, nhất định trong đời này sẽ liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh. So với những kẻ hiểu sâu xa kinh luận nhưng chẳng thật hành pháp môn tịnh độ, thì lợi ích đúng là khác biệt, một trời một vực. Những điều vừa nói đó, bất luận là tư cách nào, lúc ban đầu cứ cho uống loại thuốc một vị này, bất luận những căn bệnh như tà chấp, thấy biết sai lầm, ngã mạn, phóng túng, đề cao thánh cảnh, nhưng tự mình cao phận hèn kém. Không bệnh nào kê thuốc A Già Đà nhắc vị, trị chung vạn bệnh này mà chẳng lành. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên quyển 1. Thư trả lời cư sĩ Đường Đại Viên. Nam Mô A Di Đà Phật. Nãy giờ quý vị nghe thầy Nhuận Minh đọc cái lời khai thị Ấn Tổ trong Tinh Hoa Lục, quý vị nghe thấy thấm thía không quý vị? Ngài có viết thư gửi đến Ngài Đế Nhàn. Ngài nói cái phương pháp mà tùy tức niệm Phật, sổ tức niệm Phật, cái phương pháp này rất hay. Cái người mà tâm tán loạn á, người ta chỉ hít vô sâu, họ biết hít vô, thở ra, họ biết thở ra. Hoặc giả họ hít vô, thở ra đếm 1, hít vô đếm 1, thở ra đếm 2. Đó là cái cách của Đức Phật tu, gọi là tu sổ tức quán. Sổ tức là cái hơi thở mình, đếm cái hơi thở của mình, tâm định trong đó. Thì Ngài dạy cái người mà tâm tán loạn á, cái tâm nó suy nghĩ lung tung lang tang không cột lại được á, thì dùng cái hơi thở để mà cột cái tâm lại. Nhưng mà nếu mà lấy cái hơi thở đó mà niệm thêm câu Phật hiệu á, hít vô A Di Đà Phật trong tâm mình á, thở ra A Di Đà Phật, nghe rõ ràng từng chữ ở trong đó. Khi khởi tâm cái động niệm trong đó, mình nghe âm thanh ở trong tâm mình á. Ngài dùng danh từ gọi là tịnh thính, thanh tịnh nghe âm thanh mà theo hơi thở. Nhất là lúc lễ Phật, khi mình đứng mình niệm một câu, có thể niệm 2 câu một lạy. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Bắt đầu mình xuống. Khi xuống, trong tâm mình 4 chữ hít vô A Di Đà Phật, úp mặt xuống thở ra 4 chữ A Di Đà Phật. Lạy hoài, lạy mấy tiếng đồng hồ không biết mệt, càng lạy càng khỏe. Còn nếu không có hít thở lạy, nó cái khí lực của mình không có, nó làm cho con người mình trong não nó thiếu cái không khí, nó làm sao nó không muốn lạy nữa. Trong cơ thể mình rất lạ, khi mà nó không có làm được là nó bắt mình phải ngưng thôi, chứ không thể làm được nữa. Cũng như buồn ngủ, khi nó buồn ngủ quá rồi mình ngồi mình phải ngủ lên ngủ xuống thôi, chứ cơ thể nó đòi hỏi mình phải làm theo nó, không chống cự nổi. Mà hít thở như vậy là cái không khí nó lưu thông được trong con người mình, cho nên Ngài nói là Ngài dùng cái cách gọi là sổ tức niệm Phật. Thì gì? Tâm nó lắng xuống. Nếu mà dùng lâu ngày thì gì? Trí tuệ phát sanh, nghiệp chướng tiêu trừ. Hít vô Quán Tham Bồ Tát, thở ra Quán Tham Bồ Tát. Vài tiếng đồng hồ sau mình thấy sao mình với Bồ Tát gần dữ ta, gần lắm, gần gũi lắm. Chắc mình xin cái gì, mình nguyện cái gì chắc Ngài gia hộ liền á. Ai có tâm trạng nè, không có niệm làm gì có. Niệm nó có. Làm thử hả? Giờ làm thử hả? Mình nghiệp chướng sâu dày, biết bao nhiêu cái oan gia trái chủ đang đợi mình, xử lý mình. Bao nhiêu cái trước mặt mình là một cái thâm thẳm hố sâu, không biết đường nào để mà đi, mà lần là mò. Tính kiểu gì nữa cũng gì, sưng đầu chạm trán. Thôi niệm Quan Âm Bồ Tát. Đi con đường mình không biết đường đi, người ta chỉ dắt mình cái ra tới liền. Còn không mình đi té lên té xuống. Trong tâm tưởng của mình nó đang rối bời, giống như cái chú hồi nãy mà vợ lấy hết tiền đi rồi đó. Bây giờ người nào trúng số người ta giúp mình vài tỷ đi nữa, cái nghiệp mình vẫn còn y chang như vậy. Nếu mà thực sự mình niệm Phật, trì thần chú đại bi thì sao? Qua mà giải quyết là giải quyết dứt điểm á, chuyển nghiệp á. Điều mình không có tin, hàng ngày mình không có niệm, cho nên đụng chuyện cái là mình cứ nghĩ người phàm phu giúp cho mình là được, chứ không có nghĩ Phật Bồ Tát giúp cho mình. Phàm phu làm sao giúp cho mình được? Không phải chúng tôi nói để cười trừ không cho ổng mượn tiền, mà với 2 nữa tiền trong tâm bảo bữa nay lo cho đại chúng. Mà chú này ông nói rất chân thật. Thầy nhớ con rồi, kêu có nhớ, bằng lái xe chứng minh nhân dân con có hết con đưa cho thầy. Kêu không phải là cái chỗ này mà không giúp, mà cái chỗ là chú phải tin Bồ Tát Quan Âm. Có cái bà này, mẹ của bà bệnh nè, Ấn Tổ khuyên nè. Nếu tuổi thọ chưa hết, người niệm Phật nếu mắc bệnh hãy nên một dạ đợi chết. ba coi cái chú này bị bệnh, giờ lắng nghe Ấn Tổ khai thị nè, ông bị bệnh nặng lắm rồi đó. Nếu tuổi thọ chưa hết sẽ chống lành, và toàn thân buông xuống niệm Phật có thể tiêu được nghiệp chướng mạnh nhất. Nghiệp tiêu bệnh sẽ lành. Tin không? Tổ nói mà không tin thôi chứ tin ai nữa ta. Nghiệp tiêu bệnh sẽ lành. Uống thuốc chưa chắc gì nghiệp tiêu. Uống thuốc là nghiệp không tiêu rồi. Bác sĩ chữa bệnh là nghiệp không tiêu rồi. Mà nghiệp tiêu bệnh lành. Vì sao nghiệp tiêu? Niệm Phật nghiệp tiêu. Nếu không buông xuống được, cứ muốn cầu lành bệnh thì vẫn chưa thể lành bệnh được, mà cũng chắc chắn không cách gì vãng sanh được. Vì chẳng nguyện vãng sanh, nếu không hiểu rõ những đạo lý này, há còn có thể cậy vào Phật tự lực ư? Bình thường không có niệm Phật, không cậy vào Phật tự lực, chứ lúc bệnh là đi tìm bác sĩ, tìm thuốc, tìm tiền thôi, chứ không thể nào chắc chắn buông xuống vạn duyên để niệm Phật. Tổ là Bồ Tát Đại Thế Chí, Ngài nói rồi, không có sai đâu, Ngài không có lừa mình đâu. Điều mình không đủ sức tin, mình hàng ngày mình không chịu niệm, cho nên đụng chuyện mình quớ làng lên đó chứ. Đối với bệnh của mẹ ông, hãy khuyên bà cụ nên buông xuống cầu vãng sanh, nếu tuổi thọ chưa hết, đâm ra sẽ mau lành bệnh. Vì tâm trí thành nên được Phật từ gia bị, mong ông hãy uyển chuyển khuyên mẹ đừng bắt chước kẻ si nói lời ngây ngô. Kẻ si nói lời ngây ngô là người không tin câu Phật hiệu, cứ đi tìm thầy tìm thuốc. Nó là phụ thôi, thầy thuốc có mang đến gì đó là phụ thôi. Chắc chắn niệm Phật nghiệp tiêu, mà nghiệp tiêu thì trí rạng, khai minh tâm địa và gì? Hết bệnh. Bữa kể câu chuyện cái cô ở dưới Bến Tre nghe chưa? Chắc có mấy người chưa nghe. Đi lên trên này với đứa con bị ung thư ngực, sưng lên thiệt to, giấu chồng giấu miết không được, nhà nghèo không có tiền đi xạ trị, mà sợ đi xạ trị nó rụng tóc hết rồi bà chết. Trong cái sự mà thuốc ở trong người bà không có tỉnh táo, bà sợ. Cuối cùng sao? Nghe chúng tôi nói trì đại bi niệm Phật cầu vãng sanh, không cầu hết bệnh. Bà nghe cái bà làm liền, không biết cái người này có căn lành sao. Ngày trì có 21 biến không quý vị? 3 tháng. Ngoài cái thời gian trì đại bi là cái gì? Niệm Quan Âm với niệm Phật Di Đà, quyết liệt cầu vãng sanh. Chứ con ở đây hết bệnh rồi đi nữa con cũng làm phiền phức người nhà quá đi, rồi bệnh hết bệnh này nó sanh nó bệnh nọ. 3 tháng sau cái gặp bà già trong giấc mộng, đẹp thiệt là đẹp, mặc áo màu trắng, tưởng bà trong tâm tưởng là thấy là đây là Bồ Tát Quan Âm, cầm cái chén đưa ngay cái vú kêu nặng chia mũ ra đi, đè tự cổ có đè vô cái xì chén mũ ra, cầm cái chén đưa vú bên này kêu nặng mũ ra đi, có đè xì chén mũ ra nữa. Bà già bà kêu thôi hết rồi đó. Sáng mai cái nó nhẹ, tuần sau hết luôn. Cô lên cô kể, cô nói con muốn ở lại chủ nhật nghe giảng quá, mà ông chồng con ông kêu đi mau mau về đi, tối ông ngủ mình ông buồn lắm. Trời ơi chết thiệt. Thì con cũng phải chấp nhận, mà con niệm Phật suốt á thầy. Cái chỗ ngủ mình buồn nên ngủ mình cho nó quen nghe chưa. Sanh một đứa con bắt đầu từ nhỏ, lớn lên phải ngủ chung với nó, lo cho nó. Con người vì tâm ái dục mà sanh vô cõi này, vì tâm dâm dục mà sanh vô cõi này. Cho nên nếu chưa vào dòng thánh Tư Đà Hoàng sơ quả thì người bị dâm dục làm tổn phước tổn thọ, thân mạng người này sẽ mất. Vì cái tinh lực khi bị hao tổn giống như dầu mà hết thì đèn nó sẽ tắt, nhựa nó ra hết, cây nó sẽ chết. Ấn Tổ nói cái cuốn Bảo Thân Tiết Dục này về đọc cho kỹ, đọc cho nhiều những cái lá thư ở trong này. Nếu người nữ biết điều này, không ngủ riêng phòng, không khuyên chồng, chồng biết rồi, không ngủ riêng phòng, không giữ được đâu, rồi cuối cùng gì? Phạm phải rồi, thân thể giống như là dầu hết, đèn nó tắt, nó chết sớm. 40% là chết trực tiếp, còn 40% là nó sanh ra những chứng bệnh khác mà chết, còn 20% gọi là bệnh thông thường mà chết thôi. Dễ sợ. 80% chết vì hao tổn tinh lực, mà người đời thì thấy chuyện bình thường. Mà Ấn Tổ nói là tinh lực là vật quý báu nhất trời đất, gọi là tinh khí thần. Không khí không có hít sâu vào, nó không có đủ dưỡng khí. Đến cái lúc nó thiếu không khí, nó mệt rồi, hít thở không nổi nữa, ăn không được nữa, bắt đầu nó dẫn đến ngủ không được nữa thì sao? À, gần chết rồi đó, gần chết nó thở vậy đó, đúng không? Thở đâu có nổi nữa đâu. Hôm bữa cô Hương Trúc, cô gần chết rồi, cô nói sư phụ làm sao cho con thở được đây? Ồ, cái mũi này thở không được rồi, kêu không thở được nữa. Cái khí lực nó không đủ để sức để mà hít vô nữa, rồi là tổn khí. Tinh thần thì tán mạng, tản mạng, không có tập trung được. Thì người này dẫu cho họ sống như thay đi thịt chạy, không có làm gì được hết trơn. Niệm có Phật hiệu cũng không được, mà làm chuyện gì cũng không được. Suy kiệt đến cùng cực, tinh thần suy kiệt, tinh lực suy kiệt, khí lực suy kiệt, người này phải chết. Người phụ nữ không biết giữ thì cái tinh lực người nam vào trong đó thì con vi trùng, những con tinh trùng nó làm cho ung thư tử cung. Cái này khoa học. Giờ thầy Nhuận Minh đọc cái chỗ mà quý vị thấy phá thai với ngừa thai nó có nguy hại nha. Nghe chỗ này nha. Hôm nay bài pháp này giá trị, cố gắng ngồi lắng nghe nha, đừng có ngủ nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời chỉ dạy của sư phụ, con xin phép được tiếp tục cung kính dâng lên cúng dường chư tôn thiền đức tăng ni và toàn thể đại chúng trong buổi sáng ngày hôm nay. Cái bài viết sưu tầm trên mạng, ngừa thai và phá thai có nguy hại rất lớn. Nam mô A Di Đà Phật. Trong xã hội hiện đại, lối sống quan hệ tình dục thoáng dẫn tới việc mang thai ngoài ý muốn, nên tình trạng nữ giới phá thai ngày càng nhiều hơn. Ai cũng hiểu việc phá thai sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và tâm lý nữ giới, nhưng tác hại cụ thể thì không phải phụ nữ nào cũng nắm được. Dưới đây là tác hại của việc phá thai, chị em phụ nữ cần phải chú ý. Tác hại của việc phá thai: số 1. Nhiễm trùng. Nhiễm trùng là biến chứng thường gặp nhất của việc phá thai, do nguyên nhân chính là dụng cụ y tế được thực hiện trong quá trình nạo phá thai không được đảm bảo vô trùng. Sau phá thai, nữ giới không chú ý đến vấn đề vệ sinh sạch sẽ, quan hệ tình dục sớm sau khi phá thai khiến cho vi khuẩn tấn công vùng kín. Tình trạng nhiễm trùng vùng chậu sẽ gây ra các bệnh như viêm buồng trứng, viêm tử cung, viêm tắc hoặc dính ống dẫn trứng, dẫn tới vô sinh ở nữ giới. Số 2. Sốt nhau, sốt thai là một biến chứng nguy hiểm của việc nạo phá thai, do thai bám chất vào thành tử cung trong quá trình thực hiện nạo hút. Thai bị đứt rời và dính lại tử cung. Nữ giới thực hiện nạo phá thai nhiều lần hoặc do trình độ bác sĩ kém thường sẽ gây tình trạng này. Triệu chứng của sốt nhau, sốt thai đó là đau bụng dữ dội, xuất hiện rong kinh, rong huyết, dịch sản có mùi hôi thối. Số 3. Rong kinh, rong huyết. Thông thường nữ giới nếu thực hiện phá thai bằng thuốc sẽ chảy máu vùng kín trong khoảng 2 tuần. Nếu phá thai ngoại khoa sẽ chảy máu từ 17 đến 10 ngày. Thời điểm này nếu vấn đề vệ sinh vùng kín không được đảm bảo sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập và gây viêm nhiễm phụ khoa. Tình trạng ra máu nhiều sẽ gây hiện tượng mất máu, thiếu máu. Số 4. Dính buồng tử cung. Nữ giới đã từng thực hiện nạo phá thai nhiều lần, không được bảo đảm an toàn hoặc do việc quan hệ tình dục quá sớm sẽ bị dính buồng tử cung. Đây là nguyên nhân hàng đầu gây tình trạng vô sinh. Dính buồng tử cung thường có triệu chứng như rối loạn kinh nguyệt, tắc kinh nguyệt, vùng chậu đau, quá trình thụ thai gặp khó khăn, nguy cơ sảy thai, thai chết lưu. Số 5. Sẹo tử cung, thủng tử cung. Nữ giới nếu thực hiện nạo phá thai tại những cơ sở y tế không đảm bảo thường sẽ gặp biến chứng này, do bác sĩ thực hiện mạnh tay hoặc tử cung có tư thế bất thường. biến chứng sẹo hoặc thủng ở cổ tử cung sẽ gây khó khăn cho việc thụ thai. Hầu hết nữ giới bị sẹo tử cung sẽ bị sảy thai trong những lần mang thai sau. Số 6. Tâm lý bị ảnh hưởng. Việc phá thai không những gây ảnh hưởng nghiêm trọng về mặt sức khỏe ở nữ giới, mà ngay cả tâm lý cũng chịu nhiều ảnh hưởng. Nhiều chị em sau khi phá thai đã mắc chứng trầm cảm do ám ảnh, dây dứt vì bỏ đi đứa con của chính mình. Nam Mô A Di Đà Phật. Cái việc này thì chắc là quý vị xem trên mạng thấy, nhưng mà hôm nay cứ mỗi thời khóa công phu Giác Nhàn không có lúc nào không có hồi hướng cho các vị thai nhi, cho nên tự nhiên cảm đến nó thương nó quá. Vì vậy cho nên khuyên những người trong này, nếu mà lớn tuổi 50 mấy tuổi rồi, 49, 50 rồi đó, thì mình về khuyên lại con cháu của mình. Khuyên một người họ nghe, mà khuyên nhiều lần họ tin được việc phá thai nguy hại đến sức khỏe, ảnh hưởng đến cái chuyện sinh nở. Giác Nhàn có gửi thầy Nhuận Minh cái chỗ mà uống thuốc ngừa thai cũng có hại rất lớn, thầy quên đặt vô trong này để đọc cho quý vị nghe. Khi mình không có muốn sanh con nữa thì cái phước sanh con nó không có, mà sanh ra nó cũng què quặt. Cho nên Ấn Tổ có nói về cái việc mà gì để sanh con rất kỹ luôn. Thứ nhất, người nam đó là phải gì? Là phải ngưng cái sự ăn nằm đến 6 tháng 1 năm để cho con tinh trùng, để cho tinh lực đó nó có sức mạnh. Người nói nó dùng danh từ là tiên thiên nó đủ. Thứ hai là cả hai vợ chồng phải tích phước. Thứ ba là phải niệm Quan Âm, tụng Phổ Môn, cầu nguyện, thì đứa con này sanh ra mạnh khỏe, không bị bấy bớt, tức là không bị yếu ớt. Ngài nói rất kỹ về chuyện này. Vì vậy cho nên thành ra cái việc mà mình không thấy đi cái nguy hại của cái giới tà dâm, rồi mình quan hệ như vậy để cho những người có nhân duyên đến với mình, thay vì nó báo ân, đứa con nó tới nó giúp đỡ cho mình, mình giết nó trở thành báo oán. Hôm trước chúng tôi có kể câu chuyện này, chắc quý vị trong này có nhiều người chưa nghe nè. Hai người nam nữ quen nhau, thương nhau, rồi cuối cùng anh này ảnh sẽ tìm mọi cách, rồi cuối cùng cô này cũng mang thai mất. Thì khi mang thai rồi thì gia đình của anh này không chấp nhận, nói cô này là hư hỏng, chưa đám cưới mà như vậy là không biết giữ thân. Khuyên cái đứa con trai của mình bỏ đi. Thì đứa con trai này nó cũng chán rồi sao không biết, nó bỏ. Rồi trong thời gian ngắn cái bắt đầu nó quen cô khác, làm đám cưới. Thì cô này cô thấy như vậy, cô bực quá rồi, cô phá cái thai đó 3 tháng, phá luôn. Phá xong rồi cổ cũng đến đám cưới, cô tặng quà. Biết cái món quà là cái gì không? Lấy cái thai á, cô tặng cho ông, để trên bàn thờ á. Thì cô tới cô đám cưới rồi xong, cô tặng cái thai để lên bàn thờ. Xong rồi cô đi về lại, anh này anh mở ra, anh thấy cái thai, giật mình hết hồn. Rồi bắt đầu gia đình của anh chàng này cứ lộn xộn. Và người vợ của anh chàng này cứ bắt đầu mang thai là hư, 5-7 lần hư hết. Gieo cái nhân giết người, cho nên mình không đủ phước để mình sinh con, để làm có một đứa con để mà nó hiền thiện, một con người con của mình đàng hoàng để ra đời không có nữa. Cho nên ra cái việc này, nếu mà quý vị răng nhắc con cái, ngày nào cũng đọc bảo thân tiết dục và nói hoài, quý vị để khi mà đụng chuyện quý vị mới răng nhắc là chuyện đã rồi. Phải nhắc thường xuyên cho nó không có thừa đâu, phải nhắc thường xuyên. Bởi vì tất cả chúng sanh vì tâm dâm dục mà sanh ra, mà đâu có ai thoát khỏi đâu. Vừa rồi đây có một cô chạy lên, cô nói thưa thầy, đứa con gái con mới học lớp 11, 17 tuổi, bây giờ mang thai 3 tháng rồi. Bây giờ con nói chồng con là bây giờ thôi giờ cho nó nghỉ học để cho đám cưới, chứ không có phá thai. Nghe thầy Nhàn, thầy dạy rồi, nếu mà cộng nghiệp mà giết người như vậy không tốt, thôi giờ đám cưới cho nó làm chay đi. Ông chồng không chịu, ông chồng nói là để thì được nhưng mà phải đám cưới mặn thôi. Rồi con buồn quá rồi, con không biết sao, con có tụng kinh, con niệm Phật, con nói nếu mà đám cưới mà là đám cưới chay á thì con sẽ ở lại dự. Còn nếu mà đám cưới mà mặn, Đức Phật Di Đà cho con giảng sanh trước đám cưới nó đi. Nó nói vậy đó. Thì cuối cùng mới cầu nguyện, mới tụng kinh, mới trì chú, mới hồi hướng. Sao ông chồng cuối cùng ông chịu. Ông chịu xong ông qua ông nói chuyện với là mẹ của cổ thì cổ nói được, mà mẹ chồng của nó không được, là phải đám cưới mặn thôi. Rồi cuối cùng ông chồng ông qua ông nói sao, ông năn nỉ, ông lạy lục, ông niệm Phật, ông nói sao cái mẹ chồng cũng chịu cho đám cưới chay. Mới có 17 tuổi đang học lớp 11 bây giờ làm đám cưới không đi học gì được nữa. Thì trong cái việc mà phá thai mà một năm ở nước Việt Nam mình đến 300.000 á, 300.000 ca đó, thì cái tuổi từ 15 đến 19 kinh khủng không? Như vậy cho nên chúng tôi khuyên các vị hết sức cẩn thận về việc này, về khuyên con cái giữ cho thiệt kỹ và nói cái họa để cho nó biết, nó sợ, để cho nó tránh. Mình đã nói con mình mà con mình đã biết được điều này rồi thì nó không có gây cái nghiệp sát, giúp đỡ. Cho nên Ấn Tổ nói khuyên người đừng gây nghiệp sát và ăn chay hơn phóng sanh, hơn mình mua cá mình thả. Mình mua cá mình thả súc vật như vậy, mình không có thời gian mình thả nhiều đâu. Làm điều đó cũng tốt mà không có bằng khuyên người ta đừng sát sanh, khuyên người ta ăn chay. Nếu mà khuyên họ ngưng được sát sanh thì cái phước của mình lớn lắm. Ở trong này cứ một người khuyên giùm thầy một người đừng phá thai thì biết bao nhiêu chúng sanh đỡ chết không? Một năm mà biết bao nhiêu chúng sanh mà mình giúp cho họ không có làm cái việc sát sanh này, cái phước báu mình nó tăng trưởng rất nhanh. Cho nên ở trong cái sách người ta nói nếu ai mà khuyên những người khác mà cấm kỵ và ngưng được cái chuyện phá thai đó thì cái phước báu của người đó rất lớn. Vì vậy cho nên hôm nay về cái việc mà để mà phổ biến về cái việc mà gọi rằng là ngưng ngừa để mà không sát sanh giết người con của mình, thực sự cái đó là cái việc quý vị nên phổ biến, chứ không nó gây nhiều rắc rối cho quý vị lắm. Nó đã gây cái chuyện mà sát sanh là mình giết con thú mình ăn, đó là có chuyện rồi đó, chứ đừng có nói giết con mình. Và nhiều người ta nói chuyện xã hội hôm nay là bình thường, đâu có gì đâu, bệnh viện người ta mở cửa ra là cái chuyện đó là có quyền người ta vô thôi. Đúng như vậy, nhưng mà quý vị phải biết cái hậu quả của nó không lường được, kinh khủng lắm. Vì vậy cho nên hôm nay về cái việc mà chúng tôi nói về pháp môn tịnh độ là để mục đích làm sao quý vị đừng đối đầu với oan gia, thì cái lúc quý vị vãng sanh nó mới thuận tiện cho quý vị. Còn quý vị đối đầu với oan gia, vợ chồng kình cãi, cha con kình cãi, rồi mẹ con kình cãi, rồi bạn bè kình cãi, rồi gì nữa, giết hại chúng sanh vô tội, tất cả các loài chúng sanh, đó là đối đầu oan gia. Nhất là cái oan gia thai nhi đó là mới kinh khủng. Đối đầu với nó rồi thì quý vị cứ gặp nạn hoài. Còn cái người mà không đối đầu với oan gia, người ta khỏe lắm, người ta nói cái gì họ cũng hoan hỷ cho qua. Chuyện lớn thiệt lớn thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ quá không. Còn con người mình hay chấp nhất, hay bực bội, hay khó chịu, hay thích đối đầu với oan gia, cái chuyện chút xíu như con chuột nó thành con voi, cái chuyện nhỏ xé ra cho to, thì quý vị gặp chướng ngại hoài. Không ai gây cho mình chướng ngại, chính mình gây cho mình chướng ngại, bởi vì mình cứ đối đầu với oan gia hoài. Cái cô mà bị ông chồng ông đánh trên đầu á, lúc trước là cô bực tức, là cô tìm cách ly dị, tìm cách để mà muốn hại. Bây giờ cứ đấm vô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cứ đấm cái A Di Đà Phật. Cái này không đối đầu ông gia, thực sự không đối đầu ông gia nữa, cứ niệm Phật nó quá giải hết. Đừng nên dại dột đối đầu ông gia. Họ kiếm chuyện với mình không, cười cười lãng lãng nói về câu vui 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 cái đi. Nhưng mà thối đời đố ai mà làm được như vậy. Trong tâm họ sân hận sẵn rồi, nói một câu họ phải trả lời lại 10 câu. Đánh họ phải đánh lại, làm nhục họ phải làm nhục lại. Đó là cứ đối đầu oan gia. Quý vị biết trở ngại hoài, nhất là trở ngại cái chuyện bản sanh. Cho cái chuyện mà sát sanh mà ăn thịt chúng sanh, ở trong này ai ăn mặn đâu giơ tay lên coi. Ngại không? Ai ăn chay đâu, ăn chay trường đâu giơ tay lên. Những người mà không giơ tay là biết ăn mặn nữa chứ đúng không? Mình cứ nói sao thịt nó làm ở bên ngoài nó giết sẵn, tôi có làm gì, tôi có suối đâu. Nhưng mà Ấn Tổ nó làm sao, đem tiền đi mua là thuê người ta giết về ăn ngon quá là gì, vui theo người ta giết. Phải gì, phải gặp nạn, phải trả. Nhưng trong thịt có độc, con thú nó bị bệnh, khi giết tâm hận nó kết lại. Cái điều này là đúng, không có hù dọa quý vị đâu. Nếu mà ăn không được thì ăn chay trường không được thì một tháng 10 ngày đi, Thì không ngày nào cũng ăn cũng được, khỏi ăn chay trường mà ngày nào cũng ăn là được. Chúng tôi vẫn biết ở trong này có một số người không bằng lòng chúng tôi nói đâu. Cái chuyện mà ăn rau sao mà sống được, tôi ăn thịt từ hồi nhỏ giờ có thấy gì đâu. Ừ, chưa thấy gì, chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. Trời, vì sư cô Huệ Tịnh nằm ở trong này lúc nhỏ bắt ốc cho em ăn, ốc dưới ruộng chưa đi tu á. Cái lúc chết ốc nó hiện đầy mắt mà mình không thấy. Đúng là nghiệp báo nó kinh hồn thiệt nha. Sao mình không thấy mà cậu thấy, ủa sao ốc đầy hết trơn vậy? Nó hiện đầy mặt đầy người hết trơn. Cuối cùng phải mua ốc đồ hồi hướng sám hối quá chừng bắt đầu nó mới tan đi. Ghê thiệt, tâm tưởng nó hiện lên hiện hình ra kinh khủng thiệt. Quý vị bây giờ không chấp nhận đâu. Thích ăn ngon khoái khẩu rồi không ai chấp nhận đâu. Mà mình mà chịu ăn chay được là nó bớt bệnh hoạn. Mà khuyên người khác không ăn chay là cái phước quý vị lớn lắm. Sự thật á, chúng tôi thấy cái cô quán cơm chay Diệu Âm, cô kể trong cái thư chúng tôi giật mình. Đủ trò đủ chuyện, sát sanh rồi phá thai rồi ăn mặn tạo bao nhiêu nghiệp. Hôm nay người ta cũng là con người, sao người ta ăn chay trường được, người ta mở quán chay được. Mình phải thay đổi lại đi, thay đổi cách sống lại cái là cái cuộc đời mình có khác cho coi. Ấn Tổ nói trong nhà mình mà không có nấu chiên rang thịt chúng sanh á, nhà ngày này không có bị ốm quỷ hội tụ. Bởi vì nấu chiên thịt chúng sanh có nhiều con thú nó tiếc thân mạng nó còn bám vô trong đó, nó tới nhà của mình nó ở trong đó. Rồi mình nấu mình chiên mình ăn nó tức nó hận lên, nó ón quỷ nó hội tụ. Rồi cho gia đình mình có sự biến cố một cái là gì? Nhỏ nó xé cho to ra, nó làm cho tan nát ra. Cái chuyện này gia đình chúng tôi có, sự thực là chúng tôi nói chân thật để cho gia đình quý vị bình yên. Vì một miếng ăn mình cố gắng mình gì chịu khó thay đổi một chút xíu, chứ còn không nó rắc rối lắm, rắc rối đấy.